Rồi ai lấy con này cho em mã là vét nha mấy chị nha, vét cam đốc này. Con này Trang có đăng lên Facebook này. Rồi vét cam đốc này Trang siêu nhanh cho mình là 119 nha, cho em mã 34119 nha, hàng lụa rất là đẹp luôn nha. Hàng lụa siêu đẹp luôn nha mấy chị nha, 119 nha, 40 đến 55 kg đổ về bằng ok cho em mã vét cam nha. Vét cam dùm Trang này. Ai lấy vét cam cho em mã vét cam nha. Vét cam dùm Trang nha. Trời ơi con tiệp tiểu thư này. Con tiệp tiểu thư này mấy chị ơi. Với chắc già hồi là tới chị có thử con không nha. Còn là sao á, để tới chung một thử. Nhiều quá mấy chị ơi, rồi con này size S nha mấy chị, con này size S. Vét cam đốc 119 cho Phạm Ngô Khánh Vy. Ok nè. Trang xin số điện thoại nha chị. Phạm Ngô Khánh Vy cho Trang xin số điện thoại nha chị ơi. Trời ơi mấy con này mận đi làm, này đóng đóng thùng dùm Trang nha. Trang không có tém thùng lại, Trang la cho nó nhanh cho nó thoải mái người á. Rồi ai lấy con này chốt nhanh tay dùm Trang mã gì đây, đỏ này mấy chị, trời ơi hàng tuyệt nè. Size S dùm Trang mấy chị nha, size S dùm Trang này. Đó, Trang sale nhanh cho mình với giá là bao nhiêu, 85.000. Hàng này là mấy chị đủ hiểu là cái độ hot của nó là như thế nào rồi. Chốt nhanh tay dùm em mà đỏ 85.000 nha, đỏ 85.000. Bà Vy bà trộn mấy cái vào đi ra tôi luôn. Ai lấy đỏ cho em mặt đỏ 85 này, tay này mấy chị, tay phòng dài này. Rồi ai lấy đỏ cho em mặt đỏ 85 nha. Đó, con này size S dùm Trang nha, quá đẹp luôn. Đầm bà cầm bao nhiêu ký á, con này size S nha. Xếp mà quần áo sơ mi hay gì rồi đợi tí tôi lên cho nha. Rồi ai lấy con này, tiểu thư đỏ là cái này, tiểu thư đỏ đây, mi tiêu này. Rồi đây set đỏ này mấy chị, trời ơi set lệch đỏ này, lệch đỏ trên xe cho mình 75.000, đức mẫu luôn. Mình thường cho bán con này 89 này, vest 57 kg vừa chị nha, sau lưng nó có cái bao thun này mấy chị, rất là thoải mái luôn. Áo còn form như thế này nè, áo form như thế này rất đẹp luôn nha. Vét cam giùm em này, quá trời xinh xò. Rồi ai lấy con này cho em mã lệt đỏ này mấy chị, lệt đỏ nha. Ai lấy lệt đỏ cho em mã lệt đỏ nè. Váy đỏ có màu trắng hay chưa mà chị Lục chưa có ra, đợi chị Lục thử nha. Rồi ai lấy con này cho em mã set đỏ này. Trời ơi, set lệt đỏ này mấy chị, con này bằng đi uống cà phê, đi chơi rồi nhức nách luôn nha. Đỏ 85.000 trang hết nè. Rồi ai lấy con này cho nhanh tay giùm em mã lệt đỏ nè. Bán cho mình 75 kia thôi, 75 nha cho em mã lệt đỏ 75 nè, xét lệt đỏ cho Lê Kim Phóng nè. Lê Kim Phóng, chị Lê Kim Phóng cho em xin số điện thoại. Lê Kim Phóng cho Trang xin số điện thoại nha. Lê Kim Phóng cho Trang xin số điện thoại nè. Nhung nè, gái yêu. Đang Noel mấy bà mê màu đỏ quá đúng không? Rồi zoom nè mấy chị ơi, lệt đỏ hết nè. Chị Lê Kim Phóng, Lê Kim Phóng cho xin số điện thoại này. Con này 40 đến 55 kg quay đầu bằng ok cho em mã zoom đen, bán cho mình 75.000 nè. 75 cho em mã zoom đen này, có maxi luôn. Đồ ok em, để tới chị kiếm thử có chị báo nha. Rồi nhớ nhớ coi like chị nghe. Rồi ai lấy của chị mã zoom nha mấy chị nha. Chị nào lấy zoom chút nhanh tay giùm Trang mã zoom đen. Lệ đỏ Trang hết nè. Rồi mỗi cái con, mỗi con có một cái thôi. Trang sale Lê Kim Phóng cho Trang xin số điện thoại, không là Trang chốt cho bạn khác. Mấy chị ơi chốt đơn cho Trang xin số điện thoại nha mấy chị nha. Không cho số điện thoại thì em sẽ lóc qua và em chốt cho bạn khác nha. Có trắng có đỏ, nói chung là có rất là nhiều màu cho em mà zoom đen này, zoom đen 85 cho chị Minh Trang. Còn không? Đỏ bị lắm mà. Lệch đỏ mà. Còn cái đầm đỏ nó chốt rồi mà. Chốt rồi. Chứ sao giờ đọc tiếp nữa là sao? Rồi ai lấy đen cho em mà đen nha. Kim Phấn cho em xin số điện thoại mới chốt đơn. Không có số điện thoại không chốt đơn mấy chị ơi. Chốt đơn ghi dùm Trang số điện thoại để Trang đổi hệ sim mấy chị. Rồi ai lấy con này cho anh Tây dùm Trang mã gì đây. Ai lấy con cho em mã là đen, dùm đen mấy chị nha. Dùm đen này form dài mấy chị ơi. Rồi ống suông nè. Hết rồi một tài trắng rồi tình yêu ơi. Rồi ai lấy dùm đen cho em mã dùm đen nha. 75 ngày cho em mã dùm đen nè. Mặc vô thử đi em hộ. Hết đỏ tâm. Mi tiêu em có lấy đỏ không em ơi, không đỏ chốt cho bạn khác nha. Tại vì biết sao không mấy chị, qua mẫu cho nhanh mấy chị hấu em. Rất là nhiều bạn chốt luôn á em. Không mà em đi cho bạn khác luôn, đỏ 85 á. Đi ra cho bạn khác luôn. Rồi mấy chị chốt chắc chắn cho em, đừng sẽ đi sẽ lại tội em nha. Em in 2-3 bạn, mấy bạn nào không lấy không sao em không chốt nữa nha mấy chị. Kiểu như là chốt đơn nhìn kỹ chắc chắn cho em nha mấy chị nha. Cái hàng đỏ đó rất là nhiều bạn chốt luôn, thiệt sự luôn. Dâm này mấy chị ơi, trời ơi form đẹp. Xếp vết chị mặc cho quần trần, chứ mấy chị mặc 119 ngay nha mấy chị ơi. Trang chốt cho Ngân Phạm Ngô Khánh Vy rồi. Rồi đây mấy chị, rồi 40 cho đến 53 kg nè. Đó, mày chốt cho Trang giùm Trang nha. Rồi ai lấy con này cho em mã là zoom nha mấy chị nha. Chị nào lấy zoom cho Trang mã zoom nè, đẹp bông 75.000 thôi, hàng chất rất là dày dặn luôn. Form này là bao đẹp luôn. Trời ơi, cái form gì mà xôi vuông đẹp dữ vậy trời. Đẹp dữ thân luôn mấy chị, có 75.000 mà hàng này bán 100 mấy ngàn vô tư luôn mấy chị. Trời ơi, chị nào mà mua lẻ tôi về bán rẻ lẻ còn lời luôn mấy chị.
À đang chuyển mạng Zoom giống chị nha, Zoom 75 cho Lưu Hợp. Ok Lưu Hợp có số hồi chưa? Có đâu. Rồi. Ok em Mỹ Tuyên nè, em xem ví dụ như lúc chị vô luôn nó biết sao bỏ bì xong rồi nhét vô xong rồi giờ lục kiếm lại hay tội bên chị nha em nha. Cho nên là có gì? Ok em rồi rồi chị mới thấy rồi, rồi chị thấy rồi. Ok em nè. Đây vest đây. Rồi nghĩ là mấy chị hỏi vest này đúng không? Mấy chị hỏi vest này, hàng này là hàng Quảng Châu nha. Hàng là hàng Quảng Châu vest cam trang bọn chị nào nói cho em mà vest cam nha. Trời ơi cái hàng này nè mấy chị, này mặc như này áo ba món giùm Trang luôn. Đóng thùng lại đó, đóng thùng lại giùm Trang nha. Đó đóng thùng lại nè. Đen em hết nè. Bà Minh Thảo ơi, cái hàng của ba mới bị hòn gì nè bà Minh Thảo. Hàng của ba mới bị hòn gì luôn á. Trời ơi khóc dân một vòng xong tốn ship đi ship gì luôn. Hàng của ba mới bị hòn gì. Zoom đi bao nhiêu Trang? Ok em đợi kiếm bầu cho em nha. Rồi Alex xếp vé cho em mà vé 119 ngàn dùm Trang này cho thấy Minh Thảo này. Đơn của em nè Minh Thảo. Đơn của em mới bị hòn gì nè, chị sẽ để chị bán luôn nha. Đơn của em mới bị hòn gì luôn á. Đen hết rồi, đen 75 ngàn. Rồi Alex tại đèn lâu thú mẹ cơ hội. Đây nè mấy chị, hai nút dùm Trang nha mấy chị, hai nút nè. Alex con này chút nhanh tay dùm em nè. 59kg nè em. Vest này 59kg bằng vô tu nè. Đẹp không? Cái này thì mình mặc hộ rất là xinh luôn nha mấy chị nha. 119.000 một con thôi. Con này mấy chị cũng đủ hiểu là nó bán cao lắm luôn mấy chị. 119 cho em mà vest cam 119 nha. Cái này Trang không có đóng thùng trên line á. Cho nó thoải mái, cho nó thoải mái người á. Nên là Trang không có đóng thùng nha. Đây. Vest chỗ này mấy chị, mấy bạn thích vest lắm luôn á. Set cam vải lụa chị, đây nè chị. Hàng lụa rất đẹp luôn nè. Chị coi vải nè. Mấy chị thấy không? Hàng lụa rất đẹp luôn giùm em nè. Nhận hàng em bao kiểm tra hàng trước khi nhận luôn. Đó. Đây nè mấy chị, đặt chắc chắn giùm Trang nha mấy chị ơi, đừng để hồn đi hồn về tội tôi nha. Rồi ai lấy con này cho nhanh tay giùm Trang mà vét cam nè. Dạ sếp dạ, giờ em cũng không biết ở đâu quá chị ơi. Bóc cái gì lên cái đó thôi nha mấy chị nha. Giờ mấy chị yêu cầu, người yêu cầu nè. Ui là trời ơi bà ơi, hồn về luôn á, khóc một vòng xong. Tôi khóc một vòng xong nha bà Thảo ơi. Rớt nước mắt á. Hả? Gọi chung cho này chạy em. Đây nè mấy chị, đây nè. Ok nè. Đây nè mấy chị, một cái đầm nha mấy chị nha, cái đầm nè. Nhưng mà nó có cái nịt nha. Đây cái đầm nó có cái nịt luôn. Đầm nó có cái nịt nè mấy chị, đây. Nói chung là hàng vest rất đẹp luôn nha. Đây, đầm có cái nịt nè, đây này có hai màu nha. Cái này là mấy chị bầu bí đồ bận vẫn được luôn nha. Mấy chị bầu mà muốn bận là vest á thì mình hốt luôn con này bầu bí bận vô tư luôn mấy chị. Trời ơi, xuất sắc lắm luôn á. 2 giây. Nhưng mà đâu phải 2 giây đâu mấy chị, có cái áo vest rồi nha. Đây nè mấy chị đây. Này nó có cái đai nè mấy chị, thỏ đai vô nha. Trang like nôm cho nên Trang tìm sỏ đai luôn á. Đây nè mấy chị đây. Đó cô như vậy nha. Đẹp không? Đó. Đây. Đây nè mấy chị đây đẹp không? Đó vest nè. Thấy không? Này 40 cho đến 65kg 70kg rồi gì bằng vô tư hết mấy chị nha. Rồi áo vest nữa nè. Một áo vest cho em mà đầm nu vest. Đầm vest thì mấy chị đầm vest màu nu nha. Đầm vest có hai màu nè. Màu nu và màu đen đẹp quá à. Xuất sắc không? Đẹp quá trời luôn mấy chị ơi, đầm vest màu nu và màu đen nha. Cái này Trang mặn trần mặn chắc nè. Đầm nu và màu đen, màu nu và màu đen đầm vest mấy chị. Trời ơi, ngồi xinh lắm luôn mấy chị, form đẹp kinh khủng. Con này size bự luôn giùm Trang nha. 40 cho đến 70kg đổ về bằng ok hết giùm Trang nè mấy chị coi này thấy không. Rồi cái áo này nó may rất là đẹp luôn. Có hai màu, màu nu và màu đen, bán 119 nha. Chút nhanh tay giùm Trang mã là đầm vest nu và đầm vest đen. Con đầm này là form dài qua gối giùm Trang nha. Con này đi làm rất là lịch sự luôn mấy chị. À, cái này để đó vậy. Ờ à, đúng rồi. Dạ chị ơi, chỗ em hết chỗ đúng luôn rồi chị. Đây nè, đụng dách luôn rồi nè. Hết chỗ đúng rồi, quá chặt luôn mấy chị. Đây nè mấy chị ơi, cái này Trang bận đại thôi. Cái này mình phải luồn vô bên hông này mấy chị. Có cọng dây này mình luồn vô bên hông rồi mình nịt lại nha. Đó, cho em mà vest đầm vest nha mấy chị. Đầm vest điên hoặc là đầm vest nu nha. 119 nha. Vest điên cho Thảo Bulu. Ok, vest điên cho Thảo Bulu nè. Thảo Bulu hôm nay chốt chắc chắn nha. Hôm nay chốt mà xẻ nữa là lần sau Trang không chốt nha. Đầm vest đen cho Trinh Nguyễn. Ok nè. Đầm vest đen nha mấy chị, vest màu đen, vest màu nu nha mấy chị nha. Giờ rồi nó có mất trong cái này là mình bận nha. Có xếp dẻ luôn, cái này là mình bẻ ra giùm Trang nha mấy chị nha. Màu đen và màu nu nha, màu đen và màu nu giùm Trang nha, vest đen. Thả bulu hôm nay chốt cho trắng giùm Trang nha. Chứ đừng chốt nhiều xong màu xẻ ra tội Trang này. Vest có màu nu và màu đen đó chị ơi. Đầm vest này có màu nu và màu đen nha. Đầm vest Trang đang bận có màu nu và màu đen á, 119 ngàn một set thôi mấy chị ơi, thiệt sự đẹp lắm luôn mấy bà. Trời ơi con vest này, vải xuống là vải nhìn hàng Quảng Châu mấy chị, nhìn cầm cái vải không là mê luôn, thiệt sự luôn mấy chị. Cầm cái vải không là mê luôn á. Không còn nói chi mà tới. Chị ơi, em bóc cái gì em lên cái đó thôi mấy chị nha. Bóc cái gì em lên cái đó thôi. Chứ cũng không biết được còn cái gì em cua em tặng mấy chị chứ giờ. Chị cũng không biết được nó là cái gì luôn á.
phép đùi cam cho Mận Nhi. Ok, phép đùi cam cho Mận Nhi rồi. Còn một phép phép đùi cam cuối cùng nha. Còn một phép phép đùi cam cuối cùng nha. Trời ơi, cái đầm nhung. Trời ơi, mà tóc dữ vậy trời. Hôm bữa biết bao nhiêu người dành. Cái bao nào đây, bao đây. Khoan Thị Hiếu kêu nè. Rồi, coi là like ngày nhiêu, đánh liều. Trời ơi, cái hàng like rất là nhiều người dành luôn. Mà hôm nay sẽ ra nhung bữa bạn kia bạn năng nỉ cho Trang nè. Bạn kia bạn năng nỉ Trang 119 ngàn nha chị nha. Đùi cao 119 ngàn. Trời ơi, đẹp chưa? Cho em mà nhung mấy cho mình 59 ngàn luôn. Trời ơi, quá cho bạn kia bạn dành. Bạn kêu là để cho bạn đi. Để đi đơn, nhưng mà bạn này đặt rồi gọi nghe máy luôn. Tới lúc giao thì gọi không nghe máy. Nốt liền. Cất nốt liền Tiên ơi. Nốt liền. Nghe máy không đồng sao không bao giờ chốt bán hàng cho bạn này nữa. Rồi ai lấy cô này cho nhanh tay giùm Trang mãi đây. Nhung nha mấy chị nha, Nhung nè. Nhung cho Bảo Yêu. Ôi trời ơi, ok Bảo Yêu nè. Tôi quá tức mà. Trời ơi, cái vừa đó hả? Đặt đặt đùng 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 đùng. Thích dành dễ sao á. Hết Nhung nè mấy chị. Đây con này nè. Con này nè mấy chị, con này hot lắm luôn nè. Con này hot cực kỳ hot luôn. Trời ơi. Để hết Nhung rồi bà Hồng Phấn ơi, hết Nhung rồi. Bao nhiêu đi? Nhung 659 ngàn thôi. Đây nè. Trời ơi, hết Nhung mấy chị ơi. Thấy không mấy chị? Chị mấy chị thích mua quá trời mua luôn mà người dành nó không được người bán. Trời ơi, sao mà đẹp quá vậy? Này cho có 3 màu nè. Trời đẹp quá, ok. Dạ cái bên máy của em á chị, không mà trước á chốt dự phòng đi. Tí nữa bạn nào không nghe máy cứ nhu qua cho chị xem. Chốt dự phòng cho Phi Phi. Ok. Em chốt dự phòng nha. Trời ơi, set này. Set này đẹp quá này mấy bà ơi. Yeah, ai cũng comment trước hết rồi, ai sau đây mấy chị. Trời ơi, xuất sắc quá. Rồi là không, ai cũng comment trước hết à. Ai sau đây mấy chị ơi. Tại vì bên mấy chủ mà nó hiện lên bên là trước. Trời ơi, xuất sắc quá. Trang bán mình 120 thôi nha. Trang có rất là nhiều màu nè. Trời ơi, màu xanh này mặc bao sáng da luôn mấy chị. Xét kero trong váy đen chị còn không, áo kero trắng đen. Còn nha Phạm Ngô Khánh Huy ơi. Em hết nhung nha mấy chị nha, hết nhung mấy tình yêu. Trời đẹp xuất sắc luôn. Rồi ai lấy con này cho em xem lại xếp vết. Xếp đỏ với hả? Xếp đỏ. Xếp đó với hả? Ờ xếp đó không? Cái xếp mà áo kia rô trễ vai dưới cái con váy màu đen á. Chưa chốt ai? Chưa ai chốt mà tên chốt đâu. Ai chốt đây? Nhớ chưa ai mà mày? Mày có lộn không? Chốt này vô nè. Hàng hôm qua sẽ nè. Đây nè. Set này cho em mã là set 2 món cho em mã 2 món nha. Đúng rồi. Rồi cho em mã 2 món này để em lên màu cho mấy chị lựa nha. Rồi xuất sắc quá đi. Xếp này nè em ơi, caro nè. Caro này 89 ngàn. Áo là áo vải dạ nha em. Áo vải dạ nè. Rồi xịn sò lắm luôn. Cái này về phối mặt quần tây mặc tết rất đẹp luôn. Rồi phối chân váy đóng thùng lại. Cái chân váy này mua cũng không là tiêu rồi nè tình yêu. Từ từ đợi em tí nha. Rồi đợi tí nha chị Hồng Phấn. Rồi 40 cho đến 53 cân vây đầu bọn con đây vừa nè. Trời dây kéo này mấy chị đẹp xuất sắc chưa. Rồi ai lá chỗ này xếp caro mấy chị nha. Caro 89 ngàn. Rồi xuất sắc luôn con này. Con này 40 cho đến 58, 59 kg đồ gì bằng ok hết hàng bà thun gân co dạng siêu mạnh luôn. Trang chỉ có 40 mấy kg thôi mà trang bằng rất là đẹp luôn nè mấy chị. Trời ơi nhìn thơm nè. Xuất sắc luôn mấy chị coi nè. Trời nó đẹp kinh khủng, hàng này là hàng hot nè mấy chị. Cái caro cho chị Phạm Ngô Khánh Vy. Ok nè. Đây nè mấy chị đẹp không? Ok em nè. Rồi đây nè mấy chị. Hết set caro nè. Rồi ai lấy con này chút nhanh tay giùm Trang. Trời ơi mùa này bằng đi chụp hình là phải nói là xuất sắc. Em lên màu cho mấy bà lựa nha. Cho em mà. À, trên gối một xíu nha. Trên gối trời ơi cái hàng rất là sexy và đẹp luôn mấy chị ơi. Xếp vét cam 59kg vừa không chị? Xếp vét cam nào ta? Vét cam chắc hết rồi quá. Rồi ai lấy con này cho vét cam nào ta? À vét cam họ 59kg vừa nhà em. Mỏng Nhi 59kg vừa ạ. Vét caro 89 ngàn kìa. Rồi ai lấy 2 món cho em mà 2 món 120 này. 2 món trên gói màu đen nè. Trời ơi xuất sắc lắm luôn á. Đầm xỉu qua gối không chị? Đầm xỉu có luôn nha em. Rồi ai lấy con này cho em mà 2 món này chất vải rất dày dạng co dạng chất co dạng mạnh dày dạng dùm Trang luôn. Rồi màu xanh này đẹp không? Màu xanh này đó, màu xanh. Cái gì? Ai biết mày dồn mày hỏi tao. Màu xanh này mấy chị. Ai lấy con này cho em mà là ai lấy con đây đây. Em lấy giùm tao một cuộc. Rồi ai lấy 2 món cho em mà 2 món nha. 2 món xanh, 2 món đen, 2 món vàng và 2 món trắng nha. Hai món xanh, hai món đen, hai món vàng, hai món trắng. Con này Trang bán 119 ngàn một set thôi nha mấy chị nha. Siêu đẹp dùm Trang luôn. Rất là xịn sò luôn nha mấy chị. Hai món đen, hai món xanh, hai món vàng nè. Trời cái áo khoác này mấy chị. Đẹp quá xuất sắc luôn. Khoác dùm Trang nè. Trời ơi cái đầm không cũng đẹp nữa. Mặc cái đầm không cũng đẹp nữa mấy chị.
sao mà đẹp dữ trời. À lấy con cho em mà hai món vàng, hai món xanh, hai món đen mấy chị nha. Vàng xanh đen nhìn cho em nè. Màu vàng, màu xanh, màu đen nha. Rất là nhiều mẫu luôn cho nên mình nhớ chia sẻ cho set lên nè mấy chị. À lấy set lên, chúc cho em mà set lên nha. Trời đẹp quá cái áo này mấy chị. Cái áo không đủ đẹp rồi đúng không? Thêm nó là một cái chân váy nè. Rồi set lên trang siêu cho mình bao nhiêu nè. Nậu cái chân váy không là shop bán 150 rồi mấy chị. Trang siêu full set cho mình 69 ngàn. Cho em mà lên 69 nha. Lên 69 ngàn. Đó, set lên 69 ngàn. 40 cho đến 55 cây con quay đầu bằng ok. Set lên 99 ngàn nè. Rồi lên co dạng luôn giùm trang nha. Lên 99 ngàn. Rồi áo len đẹp quá. Nậu cái áo len 8, áo len 60. Áo len nhiều quá nụ. Áo full set lên 69 ngàn. Full set lên 69 ngàn nè. Chân váy nè mấy chị. Phần trong váy dài qua gối mình trang luôn nha. Set lên 69 ngàn nha. Set lên 69 kia. Lên 69 ngàn nè. Lên 69 cho Diễm Vị. Ok nè. Có váy nha. Có vé tay dài không hả? Rồi rồi đợi Trang Túc nha. Đợi Trang kiếm thử vé tay dài. Nãy Trang cũng lên vé tay dài mới set rồi mà ta ơi. Đợi Trang kiếm thử nha. Vé còn á. Đây nè mấy chị. À lấy con này chút nhanh tay giùm em nè. Rồi ở cái đầm đen nè mấy chị. Đẹp không? Vải đuổi nha. Có váy không có đầm có set rồi hết nha. Lên 69 trang hết nè. Rồi ai lấy con này chút nhanh tay giùm trang mã gì đây. Rồi cho em mã nhún nha. Cho em mã đen đi mấy chị. Đen này trang sẽ cho mình 85 ngàn này. Hàng đẹp không? Đen 85 ngàn. Rồi xinh xuất sắc luôn. Đen 85 ngàn này. Hàng này rút vào trước. Vải này là vải đuổi nha mấy chị ơi. Lên 69 trang hết nè. Ai lấy đen cho em mã đen 85 nha. Đen 85 ngàn. Rồi xinh quá. Đen 85 ngàn giùm trang nha. Đen 85 ngàn. Rồi xinh không? Bà nào mà kiểu như là mét 60 đầu á, mét 5 đến mét 6 á, mặc mấy con này. Ờ, mét 55 mặc cái váy này, ơi bà luôn, mét 5, mét 5, mét 5 đến mét 55 rồi vậy. Mặc con này bao đẹp luôn. Anh ấy đi cho em mặc đen nha, đen nè. Xanh, xanh gì ta? Xanh hai món cho Mỹ Tiên nè. Xanh hai món đúng không chị ơi, xanh hai món đúng không? Xanh hai món không, vết đuôi có màu đen không hở, lên maxi đi chị hở. Cái đi, à đúng rồi, lấy chị cặp đen. Đúng rồi, đọc chữ đúng rồi. Xanh, xanh hai món đúng không tình yêu ơi, xanh hai món đúng không, trời ơi Messi đây, Messi Messi lên lên cho Hoàng Thị Phương, lên thích điên thôi, điên cho bông lan này, lên đem hết nè, lên đem hết rồi, hai món xanh đó, đúng rồi, nãy con lên cái xanh đó cho xanh rồi đó, điên trời điên. Ơi điên đây đúng không, thì điên nào điên đây, điên đây, đây nè trời ơi mấy chị ơi, trời ơi xuất sắc quá. 89 kia hàng hoa tơ maxi luôn nha. Hoa tơ mấy chị em ạ, hoa xanh 89 ngàn nè. Con này trời ơi bán xuất sắc, bán rất là cao luôn mấy chị ơi. 300 mấy luôn nè. Đó, hàng rất đẹp luôn, dùm trang nha mấy chị nha. Rồi ai lấy con này, hàng hai hoa tơ hai lớp nhận hàng không ghiền. Điên 85 hở, điên 85 em hết nè. Rồi ai lấy con này cho nhanh tay dùm em, mã là hoa xanh nha maxi nè. Trời ơi nó dài, đã lắm luôn á chị ơi. Con này mua mặc đi chụp bao đẹp luôn. Con này á, shop nhà em đang bán là người ta live sale mấy chị, live sale mà tới 100 mấy nghìn luôn rồi á. Rồi riêng nhà chân bán con này bao nhiêu nè, 89 ngàn thôi. Đó quá trời đẹp luôn, 40 đến 53 con quay đầu bằng ok nha. Trời ơi hàng bên trong có mút sức ngực này, hoa ở trước nè. Đúng rồi chị, ok em Mỹ Tiên nè. Rồi ai lấy con này chút nhanh tay dùm trang mã gì đây, hoa xanh nha mấy chị. Hoa xanh nhanh tay chốt dùm trang mã hoa xanh. Trời ơi tôi like hàng thiết kế và tim tôi nó đập tình thịt đấy mà nó đẹp kinh khủng luôn. Ai lấy con này chút nhanh tay dùm trang mã là hoa xanh đi mấy chị, hoa xanh 89 ngàn à. Đẹp xuất sắc luôn con này mấy chị, coi vải này nhức nách. Hoa xanh 89 ngàn nha, hoa xanh 89 ngàn nè. Cái món xanh đây là mấy chị? Hai món thôi. Tự nói kiếm cái gì bỏ vô nữa được hả? Rồi hàng này hồi nãy tôi cũng có ức đúng không, nè cho em mã lụa nha, lụa trắng 89 ngàn này, lụa trắng 89 ngàn này. Để mấy chị biết sao không, nhà Trang còn hàng lẻ tẻ rất là nhiều luôn. Chị lên set tay dài rồi, để cho Trang kiếm set tay dài Trang lên cho. Nhà Trang còn hàng lẻ lẻ rất là nhiều luôn á mấy chị, cho nên là Trang đợi bữa nào Trang sale bớt cái hàng lẻ lẻ như là áo đồ đã, rồi Trang sẽ kiếm cái góc nào Trang xe ra cho mình dễ dòm. Rồi con này size S nha mấy chị, đẹp quá trời quá đất luôn nè. Rồi cho em mã lụa 89 nha, lụa trắng 89 nha, trời ơi xinh xuất sắc luôn. Xanh 120. Rồi ai lấy lụa trắng cho em mã lụa trắng 89 nha nha, lụa trắng 89 kia, trời ơi đẹp quá, lụa trắng 89 nha, quá xuất sắc luôn. Xét ngố áo sơ mi đi chị. Bữa nào đi em cái chị đóng thùng chị bảo kêu mất tiêu rồi, có xét ngố áo sơ mi luôn á. Rồi ai lấy con này, Trang soạn hàng ra nhiều quá, Trang lấy ra được con cặp à.
Rồi anh nói cho em mã là lụa trắng 89.000 nha. Size S giùm Trang nha mấy chị. Trời ơi, bà nào bằng size S con này đẹp lắm, coi vải nè. Lụa trắng nè. Nói chung là dạ còn nha chị nha. Em rất là còn rất là nhiều đầm set luôn, cho nên mình cứ từ từ thông thả ở lại cho em, đừng có đi đâu hết á. Len len là cái đây đúng không? Không. Tàu quá, tàu set len chốt rồi má. Im lên nữa chi nữa vậy. Xích lại đi. Set nha mấy chị ơi. Còn hàng rất là nhiều và rất là nhiều hàng đẹp luôn, cho nên mình nhớ chia sẻ livestream đi bóng nha chị. Trời ơi. Trời ơi. Cho em mà set đuổi vàng nè mấy chị ơi, set đuổi vàng dùm Trang nè. Set đuổi vàng dùm Trang nha. Rồi để cho ngâm kiếu rồi mấy chị. Rồi ai lại đuổi vàng cho em mà đuổi vàng nha mấy chị nha. Dây móc trong này, đây cái này nó có cái dây móc ở trong này. Dây móc qua, đó đẹp luôn. Rồi ai lấy đuổi vàng cho nhanh tay dùm Trang mà đuổi vàng mấy chị nha. Cái này nó có cái móc. Chung là cái này nó có cái móc này mấy chị. Mình cột cái nơ lại ngay đây nha. Rồi cái nơ này mấy chị thắt cái nơ lại. Cột cái nơ lại bên hông nha. Chung là mình cột cái nơ mình liều mình cột dùm Trang chút nha. Rồi đuổi vàng 85 nha này mấy chị. Set đuổi vàng 85 kia nè. Cái set này mình đắp chéo này, bên trong nó có một cái nút gài nữa mấy chị. Bên trong nó có một cái nút gài. Còn cái này á là mình thọc bao nhiêu này này mấy chị. Nó có cái nơ á. Còn không thì như thế này, cột lại, cột nơ lại, nói chung là cái set rất đẹp luôn nha. Hàng đuổi vàng cái này mình cột lại dùm Trang nha. Đây, nó có cái cọng dây luôn. Rồi ai lấy đuổi vàng cho em ạ, đuổi vàng nha chị nha. Đuổi vàng 85 ngàn, set đuổi vàng 85 kia nè. Set đuổi vàng 85 ngàn. Set đuổi vàng 85 kia nè. Rồi, set nè, tơ xanh nè. Tơ xanh nè, bán mình 99 ngàn thôi. Hàng đẹp, chút nhanh nhắc mắt luôn. Trời ơi, thật sự em cuối hàng thiết kế mà em rung luôn mấy chị. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn. Cho em mà set yếm xanh nha mấy chị nha. Set yếm xanh nè. Alex cho em mà set yếm xanh nè. Trời ơi, đẹp chưa, 99 ngàn set thôi. Hàng này là hàng tơ nè mấy chị thấy không. Hàng tơ nó đẹp xuất sắc luôn. Kiểu như là bán ở ngoài mình cầm vải. Còn này trên live, trên muốn cho mọi người xem cái chất vải của nó đẹp như thế nào kiểu vậy á. Hàng rất rất đẹp luôn nha. Hàng này bao bán shop cho mọi người luôn nha. Nhặt về bán shop cũng được luôn á. Rồi ai lấy con này cho em mà set yếm xanh cho Lê Kim Phóng này. Ok em này, trời ơi quần gấm này Phóng ơi. Xuất sắc. Yếm xanh Lê Kim Phóng này. Yếm xanh bao nhiêu? Trời ơi, set lụa vàng này. Yếm xanh 99 này. Rồi lụa vàng cho em mà set lụa vàng 85 ngàn này mấy chị ơi. Trời ơi đẹp chưa. Ok em nè, rồi ai lấy lụa vàng cho em mà lụa vàng này mấy chị. Yếm Trang hết này, Alex set lụa vàng cho em mà set lụa vàng nha. Set lụa vàng dùm Trang này. Alex set lụa vàng cho em mà set lụa vàng nha mấy chị. Trời ơi đẹp chưa, set lụa vàng hết set xanh yếm nè. Lụa vàng dùm Trang nha mấy chị. Alex lụa vàng cho em mà lụa vàng. Rồi đẹp quá. Alex lụa vàng cho em tay dùm Trang mà lụa vàng. Rồi xịn chưa. Lụa vàng bán mình 85 ngàn nha. Lụa vàng 85 kia nè. Lụa vàng 85 ngàn. Ủa rồi. Chết đi, bữa nay mới gửi này bà ơi, hôm qua chưa có gửi mà kiếm cái quần hai nút kiếm không có re. Em hết set yếm xanh rồi chị ơi. Hết set yếm xanh, tôi kiếm cái quần hai nút qua đây mà kiếm chưa re luôn á bà. Mà quần còn quần một nút không được không bà. Rồi ai lấy lụa vàng cho em mà lụa vàng nha. Đó đẹp chưa, lụa hai dây lụa vàng mấy chị. Trời ơi, có tăng đô thâu lên thâu xuống, con này bằng đi chụp hình là bao đẹp luôn này. Coi set này mấy chị, lụa vàng dùm Trang nha. Quần ống rộng này mấy chị. Trời ơi, nó bán 460 kia này mấy chị. 460 ngàn luôn mấy chị. Đây còn giá này mấy chị về cứ tự coi dùm Trang, chẳng có nói láo đâu. 460 ngàn á. Hoa nè. Ôi, xuất sắc chưa. Hoa 89 ngàn nha. Hoa 89 ngàn nè. Hoa 89 ngàn nè. 200 mấy luôn. Rồi hoa 89 ngàn này mấy chị, hoa 89. Công nhận tôi cầm hàng đẹp thì lần like mà hàng đẹp là mê luôn mấy chị, kiểu như là thích lắm luôn á. Hoa size S dùm Trang nha mấy chị nha, 40-53kg nè. Trời ơi, form dài qua gối dùm Trang luôn nha. Form dài qua gối dùm, yếm xanh Trang hết nha, bí xu ơi. Đây, được chưa. Ơi, hàng tiểu thư cho em mà hoa xanh nè. Không bà ơi, tại vì hôm qua tôi like quần, có nghĩa là tôi like quần bà chụp từ trên like xuống thì tôi nghĩ nó còn, nhưng mà thiệt sự là không biết. Không biết là nó còn hay không á. Hôm nay lục lại thì còn nu, còn một chồng nu, nhưng mà nu còn một nút, con nu còn một nút thôi. Tại vì hàng tôi bán trên live mà giờ chốt cả đóng mà tôi đâu có nhớ đâu bà. Á chị ơi cho, ví dụ như hàng mà đặt inbox tôi còn nhớ, hàng này trên live tôi còn không nhớ luôn á. Rồi ai lấy con cho em mà hoa vàng nha, hoa vàng nhí này, trời ơi đẹp xuất sắc luôn, phong tự xì này mấy chị. Rất đẹp luôn. Coi từ đầu
có xét dạ không chị hả? Thôi từ từ đi bà ngẩn Mận Nhi ơi, bình tĩnh. Rồi ai lấy con này cho nhanh tay giùm em, mã đầm hoa vàng giống chị xinh xuất sắc luôn giùm Trang nè. Hoa vàng 89.000 nha. Hoa vàng 89.000, hoa vàng 89 kia nè. Chị nào lấy cho Trang mã hoa vàng 89.000. Hoa vàng 89.000 quá đẹp luôn mấy chị, hoa vàng 89.000 nha. Chị nào lấy cho em mã hoa vàng 89.000 nè, hoa vàng 89 kia. Hả? Trời, chị cũng không biết nữa em ơi. Bốc cái gì chị lên cái đó luôn. Trời ơi, đẹp nè mấy chị ơi. Set đen nè, cho em mã gân đen đi mấy bà ơi. Set này hot nè. Lên đồ nối ký, dạ bên em từ 40 đến 53 ký, còn cái nào bự hơn thì em sẽ nói mấy chị nha. Chắc bữa sau ghim ở dưới quá. Bên em 40 đến 53 ký quay đầu bằng ok, có mẫu 55 ký, mẫu nào 55 ký em sẽ nói nha. Không không không, áo da chị đang mặc của cái set em. Áo da của cái set. Áo da của set vest á. Còn set yếm hỏi chị cũng không biết nữa. Tôi bỏ, tôi bó tay luôn á bà. Thực sự bán đồ mà đồ lô mấy chị, nó đâu phải, trên đâu phải chứng nhận mẫu đó, trên đâu có biết mẫu nào đâu. Hàng shop này mấy chị. Chú Trang mặc set con nha mấy chị nha. Đây, Trang quấy này đẹp không. Chú Trang mặc set con 85.000 nha. Set con 85.000 nè. Set gân đen 85.000 nha. À, lấy gân đi cho em mà gân đen 85. Gân đen 85.000, 40 đến 53 kg quay đầu bằng ok dùm Trang nha. Gân đen 85.000 quá đẹp luôn. Gân đen 85.000. Gân đen 85.000 dùm Trang này. À, còn cái màu dương đỏ nữa bà nha. Khối bà ngân bà. Ngân bị chỗ ngân đang dịch rồi, chỗ ngân đang bị dịch á, chỗ ngân đang dịch nhiều lắm, đang toàn ca cộng đồng thôi. Ngân nói với chị là chỗ ngân toàn ca cộng đồng không à, cho nên ngân không lên lừa được. Xếp ngân đen 85 cho Hiền Trang này, ok tình yêu chỗ nhung đen nè mấy chị, ai lấy nhung đi cho em mà tiểu thư nhung đen 85.000 đi, tiểu thư nhung đen 85.000 nha, hàng tiểu thư nè mấy chị, nhung đen 85.000 nha, trời đẹp xuất sắc luôn nè, này đến ngọc dùm Trang nha, nhung đen 85.000. Tôi Mỹ Dung, ok bà, Mỹ Dung cao. Yên cái tiêu Mỹ Dung cao bỏ vô luôn. Rồi ai lấy cô cho em mà nhung đen mấy chị nha. Ai lấy nhung đi cho em mà nhung đen 85.000 nha mấy chị. Nhung đen hàng Ren tiểu thư nè. Nhung đen 85.000, nhung đen 85.000. Ai lấy nhung đen cho em mà nhung đen 85.000. Kích vô đi. Nói sao cái chị đi, quỷ. Nhung đen 85.000 nha, nhung đen 85.000. Rồi đẹp chưa? Cho em mà bầu trắng tông này mấy chị, hàng bầu tầng này đẹp không? Ok nè. Rồi ai lấy con này cho em mã là bầu tầng nha. Ai lấy bầu tầng bà đã thả tim dữ he. Ai lấy bầu tầng cho em mã bầu tầng nha. Chị nào lấy bầu tầng cho Trang mã bầu tầng này đó, 85.000 hàng tơ hai lớp mấy chị ơi, tơ hai lớp hết nha. Bầu tầng 85.000 này. Đó thua. Xuất sắc luôn á. Trời ơi, con này mà bà nào có bầu mà cưới chồng á, mặc mấy con này cũng đẹp nữa. Bầu tầng 85.000 rất đẹp luôn nha. Bầu tầng 85.000 quá rẻ luôn các bà ơi. Hiểu sự luôn á. Nghĩ sao con người bán 85.000 chịu được không trời. 85 cho Trang mà bầu tầng này. Bầu tầng 85.000 hàng nhiều quá trời luôn. Bầu tầng 85.000 dùm Trang nha. Ai lấy bầu thì mà bầu tầng 85. Bầu tầng á. Cái đầm bầu mấy chị, cái đầm bên xuông á. Không bầu bận cũng được luôn nha. Thích bận sao bận này. Chẳng không biết đâu. Bầu tầng trắng 85.000 nha. Thôi hàng mấy chị, hàng mà dây cùng cục luôn. Để cực về dày luôn. Trời má ơi. Má ơi là má ơi, đẹp quá. Trời ơi xuất sắc luôn nè. Trời ơi coi cái form trước này nha mấy chị. Coi nè. Trời ơi xuất sắc luôn. 89.000 bầu tầng cho em Ngọc Diễm nè. Ok tình yêu nè. Đây hàng đẹp quá trời qua đất luôn. Trời ơi hàng lụa mấy chị, nó đẹp xuất sắc luôn. Coi. Thôi size M nha. Size M dùm Trang nha mấy chị. Hàng nói chung là hàng đa số có size hết luôn á. Ok Ngọc Diễm số điện thoại nè. Chưa có số điện thoại mà. Đây nè mấy chị ơi, trời ơi xuất sắc chưa. Trời ơi, con này hình như là quen quen này, đi dạ hội, đi tiệc đồ gì mấy chị hay bận á. Con này xỉ tàn, trời ơi sang cực kỳ sang luôn. Chốt nhanh tay dùm Trang mà đầm trắng 89.000 nha. Trắng 89.000. Bán hàng rẻ quen rồi mấy bà. Bán hàng rẻ quen rồi. Bây giờ nói mắc lên thì nói không được mà nó đẹp xuất sắc luôn. Thực sự 89.000 là bán thiệt rất đẹp luôn á. Cái đầm rất là xinh luôn, 40 cho đến 55kg đổ về bằng ok dùm Trang cái đầm này nha. 85.000, 89.000 thôi. Trời ơi, quá đẹp luôn. Xuất sắc luôn mấy bà. 89.000 quá đẹp ạ. Con này mua về mấy bà bận đi tiệc á. Có bà nào, à tôi có dập ly nè. Trời ơi. À cái set dập à, xe cắm đi. Cắm cho nó chưa. Lên không phải. Cắm tránh lên đó. Đó đúng rồi. Rồi lên một set siêu phẩm nha. Đây.
tôi được dành miếu rửa giờ luôn á, tính lấy bầu mà người cũng có đi đâu thôi. Sao cu ti, sao cu ti mà không mở hai hồn, trời ơi cái này cũng cu ti lắm nè. Lấy vô đây 370 ngàn. Má ơi đẹp chưa, rồi cháu Trang mà xếp cắm Trang bán cho mình 140 thôi. 140 này có cái quần nè, cái quần nó mới đẹp nha. Trời ơi mê chua 140 chú Trang mà xếp gấm nha. Xếp gấm 140 nha mấy chị, trời ơi xuất sắc. Full set rất đẹp luôn, full set quá đẹp cho em mà gấm 140 nè. Trời ơi má ơi đẹp xuất sắc luôn á, gấm 140 dùm Trang này đẹp quá. Ai lấy gấm cho em mà gấm 140 nhanh tay coi bà có 140 ngàn set nè, con này mấy bà mua phải 400-500 ngàn. Thiệt sự cái shop này nó bán cũng rẻ quá. Trời ơi gấm mà cái quần đẹp kinh khủng luôn á chị. Vô nè, xếp gấm cho anh Thương Phan. Ok nè, anh Thương Phan cho anh Thương Phan lên cho em phó hội nha. Rồi xếp này nè, xếp này mấy bà hội xếp giả đúng không? Trời ơi đẹp. Anh Thương Phan ơi, chị về mình chị thấy cái xếp của Trang là bao nhiêu luôn. Rồi đẹp chưa? Cho em mà xếp giả nè. Rồi 290. Anh Thương Phan ơi, cho em xin số thoại. Anh Thương Phan có chốt không chị ơi? Chốt cho em xin số thoại nha. Rồi, đây nè mấy chị ơi. Đây, trời ơi con này cho em mà xét dạ nha mấy chị nha, dạ này cho mấy mình 99 ngàn này, xét dạ cho Lê Kim Phấn, xét dạ 99 ngàn cho Lê Kim Phấn này, quá đẹp luôn, dạ 99 ngàn này, còn hàng đẹp hàng xuất sắc thôi, thôi vết này, trời ơi, ơi xuất sắc chưa, xét cắm bao nhiêu cơ, cắm 300, xét cắm 140, rồi, trời ơi, xuất sắc chưa mấy chị. Có nhung đỏ này chị lên đầu like hết rồi em ơi. Nhung đỏ hơn, à nhung đỏ cái đầm của em bữa đầm của con tứ anh Mary bảo đeo lên cho nó coi luôn. Rồi ai lấy con cho em mà vest này. Cái quần này mới chị ở trong quấy. Rồi ai lấy vest cho em mà vest nha. Trời ơi vest này đang bán cho mình như là 99 ngàn một set thôi. Đang bán 270 mấy chị, 370 ngàn. Trời ơi bán 99 ngàn mấy chị nha. Vest 99 ngàn rồi đẹp chưa, sang cực kỳ sang luôn mấy chị ơi, 99 ngàn một con vest như thế này, trời ơi nhìn không ghiền tôi không lấy tiền luôn á. Xếp vàng hết gấm nè, em hết gấm hết dạ luôn nha. Rồi ai lấy con này cho em mà xếp vest nu nè, vest nu dùm Trang nè. Trời ơi sao mà sang dữ trời, má ơi coi nè, nhức nách luôn, xếp dạ hết nè em ơi. Rồi ai lấy con này chút nhanh tay dùm Trang mã là xếp gì đây. Xếp vest nha, vest cho Lê Kim Phấn nè. Ok Miu nè. Nó đẹp lắm mọi người ơi, thiệt sự luôn. Bữa nay bà Phấn bà sạc pin đầy đủ. À bữa nay chủ nhật em nghỉ đúng không Phấn? Rồi con này đang bán 400 mấy luôn á, 420 thì mấy chị, trời ơi xuất sắc luôn. Xếp vé Trang hết nè. Rồi ai lấy con này? Hết giấy hả? Kêu rồi, hết giấy. Hết vé nè, rồi vé cho Lê Kim Phấn luôn nè. Rồi đây nè mấy chị ơi. Đây con này nè mấy chị ơi. Con này trời ơi má ơi xuất sắc chưa, cho em mà dập ly nha, hết vé nè. Rồi ai lấy con này hết vest nha mấy chị. Ai lấy con này cho em mà dập ly nha. Ai lấy dập ly cho Trang mà dập ly nè mấy chị, dập ly giùm Trang nè. Ai lấy dập ly cho em mà dập ly nè, quá đẹp luôn. Ờ à, lâu lắm rồi á, đợt trước chị gửi hàng em tới giờ luôn á. Đợt này em nghỉ hả? Vì chị nhọc chắc em nghỉ đúng không? Tấu này sang với chị nữa nha Phấn. Rồi ai lấy con này cho em mà set dập ly nè mấy chị, dập ly đẹp cho bán mình 89 ngàn thôi, hàng này nó 420 đúng mấy chị. Dập ly rất là mắc luôn nè. Em đặt hàng sao không thấy gọi chị, hỏi lệ hôn em đặt cái gì vậy em, ví dụ như đơn từ 40 trở xuống á là chị sẽ không gọi nha. Dập ly họ bán mình 89 ngàn thôi, đang bán 420 cho bán mình 89 kia. 89 ngàn cho em mà dập ly 89 ngàn của cái set, lấy cái áo không mỏng cũng đẹp nữa. Áo hai lớp hàng Hoàng Châu nó nhỏ mấy bà nghe nó đẹp là xuất sắc dập luôn. Dập ly cho chim hậu. Ok nè. Ờ đúng rồi em, tại nhiều khi em đi làm á, cái thằng da lỡ như chị ấp, cái thằng da cái lỡ nó hót á, chị cũng không biết sao giờ. Thế dập ly nè, trời ơi thêm một con set. Trời ơi hàng đẹp xuất sắc luôn nè mấy chị ơi. Hàng thương hiệu nha, có cái áo nè. Trời ơi, có cái áo nè mấy chị, cái áo không là đã tiền rồi á. Đó 89 ngàn. Hàng mê thì ít mà cái miệng bà dẻo dễ sợ. Em mới bà mê cái miệng tôi đúng không? Em có túi từ bảo tư không? Là sao chị ơi em không hiểu. Rồi đây nè cái chân quấy nè. Xuất sắc chưa? Cái chân quấy nè. Trời ơi đẹp quá. Rồi ai lấy set này tôi bán mấy bà 99 ngàn cho em mà set đen nha. Set đen 99 ngàn. Trời má ơi nó xuất sắc. Có cái áo nè, cái áo cái vải gì vậy mấy bà? Cái vải gì mà đang hot nó bán 200 mấy nghìn cái á. Đây nữa bà, trời ơi xuất sắc luôn. Trời má ơi 89 ngàn thôi. Ui ui đẹp quá, cho em mà set đen 89 nha. Cái túi của em vậy? Cái túi bao tử hả? Dạ cái túi của con bạn em. Cái túi con bạn của em.
em xin phép em đựng dán nó vô. Cái túi của con bạn em á chị, em cho túi nó em gắn cho nó đẹp á. Em chè đồ nhơ lắm á chị. 109 một ngày. 109 một ngày đúng không? Đúng rồi. Xét nữa nè, quá trời xét luôn, xét quá trời xét. Trời ơi, xuất sắc, chưa cho em mà xét nu nè, hai dây màu nu nè. Đây đi mấy bà ơi. Ủa mày, tự nhiên cái áo không mà còn cái quần nào bi. Cô này mấy bà tự nhiên nón dày nè. Đây có cái quần bằng đây mỏng, ví dụ gì. Đâu đâu. Đúng rồi, nó rớt xuống, Rồi đợi em tí, đợi em kiếm cái quần rồi nha mấy chị. Thời gian tí em kiếm cái quần rồi. Đây. Đúng rồi. Cái quần của cô trẻ xác kìa, tẩu quá tẩu rồi chị hai. Lấy cái này chị gắn đeo nha. Lấy kèm đồng này. Có gì đâu mà lâu. Thì bởi mà chị biết mà. Thì lâu cái gì nữa. Bình thường là mua liền liệt mà. Rồi cho em mà set lụa vàng mấy chị ơi. Set lụa vàng này quá đẹp luôn. Set lụa vàng coi cái quần này mấy chị. Set lụa vàng giùm Trang này. Đây lụa vàng này. Lụa vàng này, lụa vàng 89 ngay. Trời cái quần nó đẹp lắm nè mấy bà. Coi cái quần này. Nguyên set mấy bà nhớ cái quần này mà tôi cũng bán 89 ngàn nha. Giờ full set lụa như thế này tôi cũng bán 89 ngàn. Giờ lấy cái quần mà. Cái set lụa rất đẹp luôn nha. Set lụa 89 ngàn. Tơ MS gì nè mấy bà. Đây nè, hàng thương hiệu hết. Hàng size S giùm Trang nha. Size S giùm Trang mà cái quần này tầm 5-3kg với đầu bọn được luôn. Cái vải rất đẹp luôn nha. Có em Diễm Mỹ có nha. Chú Diễm Mỹ đúng không? Quần rất đẹp luôn, quần lụa rất đẹp. Cái vải gì tôi không biết nha, nhưng mà rất đẹp luôn. Em mà set lụa này. Ai lấy lụa cho em mà set lụa nha mấy chị. Set lụa này 89 ngàn set. Set lụa 89 ngàn. Thích ai? Thích người chung thôi, dự phòng Diễm Mì hả? Đây, set đuôi này bán với bà bao nhiêu? 35 ngàn cho em. Hàng này hàng shop, đuôi mà đuôi shop nha mấy chị. Hàng lụa cho chị nhíu hợp. Ok nè. Rồi a lấy con này cho em mã là set nu nha, bằng ở nhà cho nó mát nha mấy chị, vải cực kỳ mát giùm Trang luôn nha. Dùng đơn hôm qua. Đơn hôm qua Trang đi rồi á Mai ơi. Đơn hôm qua Trang đi rồi á em. Chị bán đồ có tâm mà rẻ chất. Chất lượng nữa em mua. Thiệt sự luôn á em. Em là khách hàng bao lớn của chị luôn. Hình kim hồng đùi nè, hình đùi cho hình kim hồng nè. Em là khách bao lớn của chị luôn. Nói chung là khách mua Trang mừng lắm mấy chị, bán được mừng lắm. Set lụa bao nhiêu Trang? Thiệt sự luôn, rất là mừng luôn mấy chị. Lụa 89 ngàn. Nô 35 cho hàng nô mà hàng shop, đồ Trang thu shop, Trang lấy giá ngang vô shop, sao ít bị ít ra cho ông bị đâu mấy chị. Coi như Trang bù qua shop lại nè, trời ơi, xếp cái đầm nè. Rồi Trang có cái đầm đây nè, hôm bữa Trang cũng tà lanh, Trang lấy, Trang bận mà nó đẹp thiệt. Trang bận Trang đi lấy đồ ai cũng dơm hết rồi mấy chị. Đẹp, cái đầm maxi á, đợi Trang kiếm thử em thôi. Em hết set nô 35 cứ chốt thử hai ba bạn, tí nữa mới lục có con thì để lại cho mấy bạn. Xét đấy, bữa Trang thu của shop á, xong cái shop nó cũng bán mà nó bán trăm mấy nghìn á. Mà kiểu như vải nó mỏng nha, không dày nhưng mà kiểu như nó rất là mát luôn á mấy chị. Trời đẹp quá, cho em mà tông nè. Hết set lụa nè, cho em mà tông nè mấy chị. Trời ơi đẹp, xuất sắc luôn, con này sẽ ép giùm Trang nha. Tông nè mấy chị, hơi xuất sắc chưa. Trời ơi, Trang thấy Ngọc Trân nè. Trời ơi, 89 nha, cho em mà là tông 89 nha. Trời ơi đẹp lắm luôn, vải cực kỳ đẹp luôn. Lên phân cực kỳ đẹp luôn. Xem chọn không được cái gì ta. Thôi từ từ nha em. Chị cũng lên nhiều đồ lắm cho nên cứ từ từ, chưa đúng gu của mình thôi. Chứ không phải là không được đâu nè. Rồi. Thiệt cái chứ. Mai mốt đi chơi. Mai mốt đi chơi bọn cho nó đã rồi. Đẹp không? Đó ai lấy con này cho em mã là tầng nu mấy chị nha. Tầng nu Trang siêu cho mình bao nhiêu nè. Có quần tây, đợi Trang kiếm mấy cái quần tây hôm qua bị bơm á. Trời ơi khổ quê với bà siêu rồi mà còn bị xẻ ra rồi không nghe máy nữa. Tầng nu Trang siêu cho mình 89 ngàn thôi, hàng chất rất đẹp nha. Tầng 40 cho đến 53kg. 40 đến 53kg bằng dừa nha. Xem vùng tay rồi, đợi Trang tí, đợi Trang lục vùng tay ra cho. Trang kêu bạn lục vùng tay cho. Rồi ai lấy tầng nu cho Trang mà tầng nu nè. Tầng nu 89 ngàn, rất đẹp luôn nha. Rồi đẹp quá. Coi này vô là để bà coi lần nữa. Cái vải nó rất đẹp nha. Chuyện nào mấy mua mấy con maxi. Không phải maxi, con này dài qua gối giùm Trang nha. Con này bằng đi uống nước, đi chơi với người yêu này, đi ăn đi uống rất đẹp luôn. Coi này mới đẹp, đơn giản nhưng mà rất là sang luôn nha. May thêm đôi dép lào thôi. Mặt đầm này mang, mặt đầm xịn mang dép lào nhìn cho nó sang. Thiệt sự luôn mấy chị. Đó đẹp không? Ai lấy con chuyện mà tầng nu nha mấy chị. Phơm cực kỳ đẹp luôn. Xinh quá mà không vừa hả? Buồn mà may lê ghê á. Cực kỳ đẹp luôn. Cái gì màu đỏ này? Tôi thấy màu đỏ tôi ham mà. Trời ơi đầm lùa đỏ này.
đúng gu không bấm kịp. Đúng gu là không bấm kịp à. Kỳ ghê vậy á. Trời ơi cho em mã lùa đỏ nè mấy ba. Trời ơi lùa đỏ nè. Này Trang có một cái lùa xanh mà đợt trước có tao hỏi nhiều lắm luôn. Lùa đỏ nè mấy chị. Lùa đỏ Trang sale cho mình bao nhiêu nè. Sale mình 85 ngàn đi. Lùa đỏ 85 nè. Lùa đỏ 85. Ờ đúng chính xác lùa xanh. Toàn cho chị Tú Trinh này ok nè. Lùa đỏ 85 ngàn. Con em khóc không? Đây xin ơi. Rồi ai lấy lùa đỏ cho em mà hết tầng luôn nè. À, em còn một con tầng nữa nè. Con này đây em nói là cái con này nè chị. Em nói cái con này nè. Em nói là em nói con này nè. Con này rất là đẹp luôn. Mà hình như hôm bữa em lấy một bữa lấy con mà không thấy mẹ ơi lộn lại đâu rồi. Rồi màu này nha. Con này cũng đẹp lắm. Để Trang lên con này trước cho. Rồi ai lấy đỏ cho em mà lùa đỏ nè. Chị nào lấy lùa đỏ cho Trang mà lùa đỏ nha. Đây đẹp không? Lùa đỏ dùm Trang này. Ai lấy lùa đỏ cho Trang mà lùa đỏ nha. Trời ơi xinh xuất sắc luôn. Lùa đỏ chị bán mình 85 ngàn thôi. Hàng lùa rất xịn luôn nha. 40 cho đến 55 cân quay đầu đổ về bằng ok dùm Trang nè. Lùa đỏ chị bán mình 85 ngàn một con. Lùa đỏ 85 ngàn. Lùa đỏ 85 ngàn đẹp lắm mấy bà thiệt sự luôn á. Đợt này Trang siêu Trang like á. Trang siêu Trang like cho nha. Mấy bà thấy tôi làm biếu mấy bà cũng ớn đúng không? Con này tầm size M mấy chị. Con này tầm size M nha. 55kg quay đầu. Đó đẹp không? Sang lắm luôn, 85 ngàn mà hàng lụa hả? Em nói mấy chị cần nặng tay, chắc tay và đặc biệt là không kè không sợ sườn nha mấy chị. Kè cái ấy không sợ sườn, cái này rất đẹp luôn nha. Cái chất vải này mấy thấy không? Lên form rất đẹp luôn nha, cho em mã lụa đỏ. Lụa đỏ nha mấy chị nha, lụa đỏ nè, con này size M nha. Chị nào bận đi đám thích sang trọng lịch sự mà kiểu như là không thích ở hàng sexy á. Hốt mấy con này á, sang lắm mấy chị. Chắc nhìn chất vải không là biết mua trong shop 300 mấy nghìn luôn á. Đây hàng lụa xanh này mấy chị. Đây con lụa xanh thì nó tin hơn nha. Đây con này nè. Đây. Đó cho em mã lụa xanh. Con lụa xanh thì form ngắn và tin hơn này. Đó 89 ngàn cho em mã lụa xanh nha. Lụa xanh 89 kia. Lụa xanh 89 ngàn nè. Trời ơi con này cũng sang quá trời sang luôn nè mấy chị. Lụa xanh 89 ngàn nha. Lụa xanh 89 ngàn. Đó 40 cho đến 53 con quay đầu đổ về bằng ok cho em mã lụa xanh nha. Lụa xanh 89 ngàn. Lụa xanh 89 ngàn nha mấy chị. Đó đẹp không? À lấy lụa xanh cho em mã lụa xanh 89 ngàn nha. Đó đẹp quá xuất sắc luôn. Form ngắn dùm Trang nè. Đi tuyệt bao đẹp. Cái này sang lên là mặt bao đẹp luôn. Lụa xanh 89 ngàn. Lụa cho người ấy. Ok chị người ấy nè. Rồi lụa xanh nè. Lụa xanh size S dùm Trang nha. Rồi con này có tăng đôi thâu lên thâu xuống nè. Mấy bà thấy con này em quay video chị nào mà theo dõi TikTok của em mà thấy nè. Trời ơi con này form dài mấy chị coi nè. Em nói mấy chị không đẹp không lấy tiền nha. Xuất sắc chưa? Con này mặc cực kỳ tôn dáng luôn, thiệt sự luôn. Trang cũng lấy một con Trang bằng luôn. Đấy, sớm Trang bán mấy trăm nghìn luôn nè. Cái đầm như này nó bán như đây 270 mấy chị, 270 ngàn nè. Đây nè, đó. Rồi lụa cam. Cho em mã tầng cam nè, tầng cam và tầng vàng nha mấy chị nha. Tầng cam và tầng vàng. Con này hôm bữa Trang bằng đi gửi hàng, trời ơi, ai cũng nhìn hết, nó xinh, cực kỳ xinh luôn. Mấy bà cứ hỏi là đầm Trang bán ở đâu, mặc ở đâu hết, mấy chị mua hết à. Rồi ai lấy con cho em mã tầng vàng, tầng cam nha. Bán mình 89 ngàn thôi. 89 ngàn cho em mã tầng vàng, tầng cam nha. Tầng vàng, tầng cam này. Tầng vàng, vàng. Chim phóng. Ok chị nè. Rồi tầng cam, còn cái tầng cam nè mấy bà ơi. Hàng ở sau nè. Nó có tăng đô thâu lên thâu xuống dùm Trang luôn nha mấy chị. Lê Kim Thắng ok tình yêu nè. Rồi tầng vàng, tầng cam nè. Tầng vàng, tầng cam nè. Tầng vàng. Tầng vàng chị bông lan được, bông lan thử con Trang để chứ. Bông lan nếu không có tầng vàng lấy tầng cam được không chị ơi? Mấy bà chờ em chút nha. Em thấy cái quần nó đẹp quá. Rồi má ơi, đợi em 5 phút nha. Em sợ thử cái quần vừa em dớt, em đớt. Má ơi đẹp quá vậy. Bạn tiếc quá vậy. Trời ơi, con này đẹp quá mấy bà ơi. Đây, 99 ngàn. 99 kia cho em mà xét dập ly nha. Con này bà nào mua hàng thương hiệu chắc chắn là hơn 100 mấy chục ngàn, 200 ngàn. Hàng rất đẹp luôn. Rồi quá cho đẹp, coi cái chất vải này đó. 40 cho đến 53 con bay đầu bằng ok. Cho em mà xét dập ly nu. Xét dập ly nu nha. Xét dập ly nu. Trời ơi, xuất sắc. Đẹp quá đẹp ơi. Vôm này sang chảnh cực kỳ luôn. Con này không luôn. Nói chung là hàng trọng shop đi. 99 cho chị Văn Thao nè. Văn Thao cho em xin số điện thoại nha chị ơi. Chốt giùm em mã là dập ly nu 99 ngàn. Cho em xin số điện thoại 699 chị Văn Thao nè. Cho em xin số điện thoại nha. Quá đẹp luôn. Con này mấy chị mua bằng đi làm đi đồ ok. Văn Thao có số điện thoại chưa? Yeah. Văn Thao cho em xin số điện thoại chị ơi. Trời ơi bầu này. Trời ơi đi bốc. Bầu vàng cho em mà bầu vàng 89 ngàn.
Phan Thao cho em xin số điện thoại nha chị. Ôi trời ơi, con rất là đẹp luôn chị. 40 đến 55 ngàn, 40 đến 55 ngàn. Chị Phan Thao cho em xin. Mấy chị ơi, chốt đơn cho em xin số điện thoại nha. Chị bao nhiêu ký? Trời ơi, chị có 40. Coi này mấy chị, eo của em nè. Trời ơi, tính ra em cũng đã đĩa mà em đĩa mổ mấy chị. Em không có cử gì, không nằm thang gì luôn á. Em không nằm thang mới 3 tháng là đứng live rồi. Mà nó cũng không mập nổi. Em hết xếp dập ly nu rồi. Hết xếp dập ly nu nè. Chàng hết xếp dập ly nu nè. Trời ơi, bầu vàng 89 ngàn nè. Trời ơi, xinh quá. Barbidon á. Cái này không bầu bằng cũng được luôn. Trời ơi, xinh cho em ở Kero vàng 89 ngàn. Bầu đâu? Mấy bà bầu bỏ riêng cái đây vàng bên đỡ hơn. Mai mốt bầu hỏi lôi bầu ra. Ờ, bầu hỏi lôi bầu ra chứ bầu thốt hết rồi. Bầu mệt mỏi bầu thốt hết rồi. Đó, 89 ngàn. Vàng 89 ngàn. Vàng 89 cái thủy Henry. Ok nè. Trời đẹp lắm. Bầu vàng hết nè. Mỗi mẫu có một cái là trang hàng sale nha mấy chị. Mỗi mẫu có một cái thôi. Trời ơi, xuất sắc chưa? Rồi cho em mà set ren, set ren nha mấy chị nha. Set ren nè. Trời ơi, quần nè mấy chị. Trời ơi, cái quần nè mấy chị ơi. Quần ống rộng nha, quần ống rộng nha. Đây nè mấy chị. Rồi đây. Quần ống rộng dùm trang nha mấy chị nha. Trời ơi, set đẹp quá. Rồi cho em mà set ren nha, 89 ngàn luôn. Set ren này size M dùm trang nha. Size M mấy chị nha, size M nè. Trời ơi, 89 ngàn, hàng đều có size hết là hàng xịn hết dùm trang nha. Hàng có đều lẻ size, mỗi mẫu cái trang sale cho mình á. Rồi Alex cũng cho em mã là gì đây? Ờ, ren nha mấy chị nha. Ren trắng này, set ren trắng này 89 ngàn. Set ren cho lên chưa lên kim phóng. Ok, tình yêu nè. Rồi đây mấy chị, Alex cô này, set set sơ mi rồi mấy chị. Alex cũng cho em mã là Maxino nè mấy chị ơi. Maxino nè, đẹp lắm luôn nè. Set ngố hả? 100 set ngố hả tiêu? Chắc ngố hả? Chắc phần đùi hả? Chắc ngố không không mở cái kêu này còn lại một chồng á. Chắc đâu trong đây nè. Đây nè mấy chị ơi. Đây con này nè mấy chị. Con này maxi dùm trang dạ hội mấy chị. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn. Ai lấy dạ hội cho trang mã dạ hội nha. Dạ hội trang chưa có gài thằng tia nè mấy chị. Số lưng gài thằng tia nha. Rồi có dây cột yêu luôn. Chú trang mã dạ hội này 40-55kg vây đầu bằng. Ok cho em mã dạ hội nha. Dạ hội này trang sale nhanh cho mình 89 ngàn. Kiếm đi Tiên. Rồi ai lấy con này cho em tay dùng trang mã. Dạ hội 85 ngàn. Dạ hội 85 ngàn nha mấy chị. Dạ hội 85 ngàn dùng trang nha. Ai lấy dạ hội cho em mà dạ hội 85. Dạ hội 85 ngàn đi. Mấy bà ơi, con dạ hội này hai lớp nha. Mấy bà mua mấy con này là bao mát luôn á. Dạ hội 85 ngàn. Ai lấy dạ hội cho em mà dạ hội 85. Quần tây nè mấy chị, quần tây hôm qua trang có mộng nè. Đây nha, quần tây nè, con đẹp lắm luôn á. Dạ hội cho chị Liêu Hợp. Ok nè, trang còn mấy quần à. Trang còn ít thôi, tại vì hôm qua mấy chị tẻ ra hay là như nè, trang không biết nữa. Đây nè mấy chị, quần đấy siêu cao luôn nha. Đây chốt trang nhé, nhanh tay dùm trang mã gì đây. Quần tây mấy chị nha, quần tây tay nu kèm size M và L. Còn M, L nha. M và L dùm trang nha mấy chị. Còn M và L nha. M và L chiếc xe cho mình 69 ngàn đi. 69 cho em mã là quần tay nu nha. Tay nu 69 ngàn nè mấy chị. Tay nu 69 kia. Tay nu 69 ngàn. Tay nu 69 ngàn mấy chị ơi. Tay nu 69 ngàn dùm trang nha. Tay nu 69 ngàn. Như trời. Dạ. Thì một bao mà nhiều 9 triệu mấy là hai bao bự. Còn mà bao ông anh hợp tóc ông ghi đâu đó, ông ghi tên là Hồng Nhung rồi đó. Em đang like chị. Đang like má ơi. Vậy hả? Ờ. À, anh nghĩ là Hồng Nhung gì á? Hồng Nhung gì á? Nguyễn Hồng Nhung. Sài Gòn, một đơn Sài Gòn đúng không? Đợi em chút nha mấy chị. Một đơn Sài Gòn, một đơn Long An, còn đơn Sài Gòn là đơn nhỏ, còn hai đơn bự là của Long An. Tay nu size M cho bông lan nè. Đây nè mấy chị, tay nu dùm trang nha, size M và size L. Tay nu size M và size L dùm trang nha mấy chị. Size M và size L dùm trang. Đây. Tay nu mà 69 ngàn một con nè mấy chị. Tay nu size M và size L nha, 69 ngàn thôi. Tay nu size M và size L ngố đi. Ngố còn sẽ cho mấy chị nè. Cho mấy chị 59 ngàn là cho lỗ luôn nè. Ngố này là xỉ 100, xỉ là 85 ngàn bộ sao á. Bộ xỉ order á. Hàng này xỉ order nè mấy chị, hàng đẹp nha. Đó, cho em mã là ngố nha mấy chị. Ngố điên nè.
ngố hồng để cho em mặc ngố hồng nè, cái quần màu hồng với cái quần màu vàng, mấy bộ bán mấy chị 59.000 luôn, mua bận nha cho nó mát. Hàng này cũ tí á, hai ngố hồng nè, hai màu đen này, ngố hồng và ngố vàng, có thử màu gì tiêu, thử màu gì, hai bộ lắp này nào. Đây ngố hồng và ngố vàng dùng chay này 55.000 bộ. Ngố cam, ngố hồng, ngố cam đâu không thấy cái gì nữa, có cái này, ngố cam đâu không thấy cái gì nữa. À, đây này mấy chị quần này, này bằng dễ thương lắm. Đây là sếp ngố này, ngố vàng này mấy chị, ngố vàng dùm Trang nha. Bi vàng này, ngố bi vàng này, mấy chị nào mà kiểu hay sành hay mua thì cũng sẽ biết mấy con ngố này nè. Rồi ngố vàng giá bán cho mình bao nhiêu, 59.000. Ngố vàng 59.000 này mấy chị, ngố vàng 59.000. Ngố vàng 59 này, ngố hồng 59 này, ngố cam nữa này mấy chị, ngố đỏ này, màu đỏ này, đủ màu luôn, 59.000 bộ. Ờ em nói nè, tại vì cái hàng này kiểu như là hàng cute á, tại vì có ảnh nó mặc dễ thương lắm, thực sự luôn á. Hàng này mấy hot girl nó bán 120 không mấy bà. Đó, 88 mấy ngàn bộ nè. Còn bỏ vô cái cái này nè. Rồi, cho em mặc set yếm nè mấy chị. Ai lấy yếm chút Trang mà yếm nè. Chị nào lấy yếm cho Trang mà yếm nè mấy chị ơi, yếm đẹp quá. Yếm cho Trang cho mình 99.000 luôn nha. Yếm sale lộ cho mình 99.000, chia sẻ livestream dùm Trang nha. Rồi yếm 99.000, ai lấy yếm cho Trang mà yếm 99 nè. Yếm 99.000. Yếm 99.000 này mấy chị, đây yếm đẹp không? Xuất sắc chưa? Đây. Quần yếm nè, form dài luôn nha mấy chị. Đây 99.000 cho Trang mà quần yếm 99.000 nha. Ai lấy yếm cho Trang mà yếm 99.000. Đẹp quá. Yếm 99 kia dùm Trang nè, chị nào lấy cho em mặc yếm 99 nha. Chị nào lấy cho Trang mặc yếm 99, yếm 99 kia. Đó đẹp không? Yếm 99 nha dùm Trang nè. Rồi đẹp quá. Yếm này 40 đến 55 kg độ vai bằng ok mấy chị nha. Quần form dài nè mấy chị, đây nè có túi bên hông nè. Đó, còn áo là áo rất đẹp luôn nha. Yếm 99 nha. Chị nào lấy cho em mặc yếm 99 nha. Yếm 99 nha. Đó đẹp không? Ai lấy yếm cho em mặc yếm 99. Yếm 99 nha. Set này mấy chị. Rồi set 370 luôn nè. Set lụa, set cho em mà set à. Set lệt nha mấy chị nha, set lệt dùm Trang này, quá đẹp luôn. Set lệt nè. Rồi lệt 89 ngàn nha. Ai lấy lệt cho em mà lệt 89 đẹp quá. Lệt 89 ngàn này mấy chị. Ai lấy lệt cho Trang mà lệt 89. Lệt 89 ngàn nè. Lệt 89 ngàn này mấy chị. Ai lấy lệt cho em mà lệt 89 nha. Lệt 89 ngàn. Lệt 89 nè. Yếm cho sang Trinh Nguyễn hả? Ok nè, rồi ai lấy lợi cho em mà lợi 89 ngàn nha. Ai lấy lợi cho em mà lợi 89. Xách lợi cho Mai Lê. Xách lợi cho chị Mai Lê nè. Xách lợi bao nhiêu? Lợi bao nhiêu hả? Lợi 89 ngàn. Rồi ai lấy body cho em mặc body nha. Lợi Trang hết nè. Rồi ai lấy body cho em mặc body hàng tiệc nè mấy chị. Body hàng tiệc dùm Trang cho mấy mình tạ 75 ngàn hết lợi nè mấy chị. Rồi ai lấy body cho Trang mặc body mỗi hàng sale mấy chị. Mỗi mẫu nó có một cái à. Hàng rất đẹp luôn. Mấy nè mấy chị. Hàng này bận nó đứng phơm lên rất đẹp luôn nha. Ai lấy cô này cho em mặc dạ hội nha. Ai lấy dạ hội cho Trang mặc dạ hội, hàng vải rất là đẹp luôn nha mấy chị. Dạ hội nè, dạ hội 85 ngàn. Dạ hội 85 ngàn nha. Dạ hội 85 ngàn. Trời, cái đầm đẹp quá. Đầm đẹp quá, bán 69 ngàn luôn. Yếm 99. Rồi ai lấy đầm cho em mặc đen nè. Đen 99 ngàn, đen 99 ngàn nè mấy chị. Hồi nãy Trang lên xếp quá trời luôn á. Rồi ai lấy con này cho nhanh tay dùm Trang. Dạ. Dạ gọi chốt đơn á chị Mai Lê ơi. Dạ em gọi chốt đơn á. Rồi ai lấy con này cho nhanh tay dùm em. Mặc đầm nha, 59 ngàn cho em mặc đen 59 nè. Đen 59 ngàn nha. Đen 59 ngàn. Gì đây tiên? Đen 59 ngàn dùm Trang nè mấy chị. Cái này có bên trong có quần luôn nha. Đây đẹp quá, chung hàng đẹp nha mấy chị. Hàng bằng rất là sang luôn. Đây. Đen 59 luôn. Mới chỗ cô ngủ. Quỷ đây. Đen 59 ngàn nè, có quần tay luôn nha. Rồi ai lấy đi cho em mặc đen 59 nè. Đen 59 ngàn nha. Đen 59 ngàn dùm Trang nè. Hiểu không? Hàng nói rất là sang luôn mấy chị. Đây nè. Có rang như đây nha, sexy chứ không phải là hàng đơn giản nha, rất đẹp luôn. Ai lấy riêng cho em mặc đen 59 ngàn nha. Hàng bao đẹp, sang trọng cực kỳ luôn nè mấy chị coi nè. Đó. Đen 59 ngàn dùm em nha. Đen 59 ngàn. Đen 59 ngàn dùm Trang nè. Chị nào lấy đi cho em mặc đen 59. Đen 59 ngàn.
đen 59 này. Set này mấy chị ơi, trời ơi, set đẹp quá vậy. Nè set này sale cho mình 89 ngàn này. Một cái áo sơ mi không mà nó tiêu rồi mấy chị. Set 89 ngàn. Ôi, trời đẹp không. Set ring cho em à, set ring 89. Set ring 89 ngàn nha. Set ring 89 này. Set ring 89 này. Ai lấy set cho em mà set ring 89. Đây là mấy chị, set ring 89 ngàn nha. Chị nào lấy cho em mà ring 89 nè. Ring 89 ngàn. Ring 89 kia. Ai lấy cho em mà ring 89 nè. Ring 89 ngàn. Ring 89 ngàn nhìn trai nè. Trời ơi, xuất sắc quá mấy bà ơi. Dạ hồi trắng cho em mà, dạ hồi trắng nha. Ring set ring đẹp lắm mấy chị ơi. Cái áo sơ mi này, cái quần 40 đến 53kg đủ rồi là bằng ok rồi. Quá đẹp luôn, cái áo ring không mà mấy chị mua lẻ là 89 ngàn rồi. Bây giờ cộng thêm trong với ring nữa, new set 89 ngàn thôi nha. Đây nè, trời ơi xuất sắc chưa. Cái đầm này 89 ngàn luôn đấy cho em mà. Maxi trắng 89 ngàn, maxi trắng 89 ngàn. Đẹp quá mấy bà ơi, maxi trắng 89 kia. Đẹp quá. Maxi trắng 89 ngàn này mấy chị, trời ơi hàng đẹp bao đẹp luôn cho mình nha. Maxi trắng 89 ngàn. Chị Dung ơi, sao đồ em chị không gửi lại cho em luôn ta? Bữa chị gửi lại cho em cho hai cái đầm hô vàng với... À gửi lại rồi, quên. Tự nhiên bữa nay nhớ mình like vậy. Bữa Dung gửi lại cho em cho ta. Gửi lại đúng không? Ai lấy cho em mã là trắng 89 ngàn. Ờ chân váy hở, nếu mà em mua chân váy không thì... Maxi trắng cho chị trên nghề. Maxi trắng cái trên nguyện nè. Set riêng 40 cho đến 53kg độ vai bằng ok nha. Có quần tay nha tình yêu đây nè. Chân váy nè, đẹp không? Maxi trắng 89 nè. Nguyên set riêng này có 89 ngàn. Tình yêu giờ bán lẻ chắc cũng không biết bán nhiêu á. Maxi trắng hết nè. Không bán lẻ thật sự cũng không biết bán nhiêu luôn á tình yêu à. Tại vì biết sao không? Tối có like chứ. Trang like là like 2 ngày liên tục. Xong rồi nghỉ 1 ngày làm đơn. Xong rồi tiếp tục là like 2 ngày liên tục. Nghỉ 1 ngày làm đơn. Đây là Trang dồn 2 like liên tục cho mình nha. Rồi ai lấy con này chút nhanh tay dùm Trang mã là set đen 59 là cái gì ta? Đen 59 là set riêng cho Thu Tình cho em xin số điện thoại nha chị Tình ơi. Chị Tình cho em xin số điện thoại nha. Có rồi ok chị. Trời ơi vét đen mấy bà ơi. Set riêng bao nhiêu? Mua đồ chị Trang hơn 3 năm rồi. Trời ơi cảm ơn Thảo nhiều nha. Thật sự hồi xưa á, Thảo nhớ không Trang bán order á. Lần order về mừng muốn chết luôn á. Lần bán được 10 mấy đơn á. Lần một tuần mới là bán được chỉ có 10 mấy đơn thôi. Người ta nói là ai từ cái khó mà đi lên đó chị. Xưa Trang bán một tuần chỉ có được 10 mấy đơn mà hàng order về rất là mừng luôn á. Trời ơi mừng kinh khủng luôn. Hả? Rồi đây nè mấy chị, vest cho em mà vest đen này, trên có màu trắng nữa nha. Vest đen, vest trắng nè. Set vest đen rồi, set vest trắng nè mấy chị. Vest đen, vest trắng nè. Ngày xưa rồi bán kiểu mừng, kiểu sao ta. Hàng về là mình mừng lắm. Mà bán hàng order, trời ơi nó mắc như mấy con set này nè. Nếu mà order hiện tại bây giờ là 100 mấy nghìn một set. Order về bán một cái là lời được 30 ngàn á. 30, có set lời được 40 lần. Mấy giờ chị like hả? Tầm mấy giờ hay tầm 7 giờ nha. Đây nha. Thì nó có quần nữa nè, đây, full set trắng nè. Vest trắng và vest đen nha tình yêu nha. Đó, 85 ngàn set đi. Đẹp không? Như hàng này mấy chị mua ở ngôi trước Trang bán ở đồ rất là cao luôn. Mà bán được lắm nha mấy chị, cứ một tuần là bán được 10 mấy đơn lận. Mừng lắm. Bây giờ lần like lên nè. Mừng thiệt sự luôn. Rồi ai lấy con này chút nhanh tay giùm em mà vest trắng nha mấy chị nha. Ai lấy vest cho em mà vest trắng nè. Ai lấy vest cho em mà vest trắng. Vest trắng vest đen nè mấy chị. Vest đen cho bông lan nè. Vest đen cho bông lan. Vest trắng Thúy Hiểu. Mấy chị lấy vest có chút vest nha. Chẳng còn vest trắng mấy chị ơi. Còn vest trắng hơn nhiều á. Còn tầm mấy set á. Vest trắng 85 ngàn. 85 ngàn set hết mấy chị. Hàng rất đẹp luôn nha. Đúng sợ sóng đây nè. Cái quần nè. Đó vest trắng vest đen nè. Vest trắng nha mấy chị. Giờ sòn đơn chóng mệt rồi. Thiệt sự like ấy, thích like lắm mấy chị. Biết sao nghỉ nhiều không? Mệt. Lần làm đơn vừa qua ngầu lớp về xong ấy. Lớp từ sáng tới 9 giờ tối mới xong đơn á. Trời ơi, nó mệt muốn chết. Hàng em chị gửi rồi nha. Hàng nó chắc ngon quá. Rồi 40 đến 55 kg quay đầu bằng ok cho em mà vết trắng nha. Vết trắng cho Thu Hương một set nữa nè. Ok nè. Rồi ai lấy vết cho em mà vết nha. Có quần kho, có quần nha tình yêu nha. Có quần cho
cái áo với cái quần mà cho biết sao tôi bận cái quần đây đâu, cho nên tôi khổ sở cái quần vô. Rồi váy trắng váy đen giùm Trang nha. Rồi còn máy set nữa mấy chị, váy trắng giùm Trang nè, 85.000 set rồi, đẹp ghê luôn á mấy chị. Mình điệp cái này Trang không có gài, chứ cái này nó có cái băng đô nè, nó có cái bảng nè. Cứ sợ cái bảng vô xong đẹp đi chơi đi đồ đi làm rồi, nói chung là chụp hình rồi nó rất đặc biệt luôn nha, đơn giản lịch sự, đi về nhà chồng bận này cũng được. À, cái set Trang váy xanh với áo Mickey còn không chị Trang? Đây hả? Sao mới là áo Mickey hả? Vét tay lọ tay dài có không Trang? Vét tay lọ tay dài hả chị? Ừ, vét tay lọ tay dài để em kiếm thử nha chị. Vét áo xanh, áo Mickey. Ờ, vé xanh hết rồi hả chị Mai Lê? Hết rồi hả chị? Rồi ai lấy vé cho em mà vé trắng 85.000 full set nha. 85.000 full set. 85.000 à. Full set luôn giùm em nha mấy chị. Ai lấy vé cho em mà vé trắng nha. Chai nữa vậy, em nãy dục ra đủ hết rồi mà. Ủa đây của ai đây? Ai đặt thử đi. Chú Thu Hương, Thúy Nguyễn. Thu Hương, Thúy Nguyễn. Có xếp phong nào không chị? Xếp phong hả? Đây bà, xếp lại không có lộn này. Không đáng nữa là bà khỏi xếp lên bà lộn luôn. Rồi ai lấy vé cho em mà vé trắng vé đen nha. Đây nè mấy chị, rồi xếp 2 dây chân bán cho mình bao nhiêu nè. Xếp 2 dây chân siêu cho mình là 69.000 đi. 2 dây cho em mà 2 dây 69. 2 dây 69.000. 2 dây 69.000 nè, 2 dây 69.000 nha. Ai lấy 2 dây cho em mà 2 dây 69.000. 2 dây 69.000. Giờ em mới xem họ vô trễ vậy, mới ngủ dậy hồi em Trang like cái Trang ngồi ngồi ngủ đúng không? Rồi ai lấy con cho em mà 2 dây nha. Chị nào lấy 2 cái Trang mà 2 dây 69.000 bộ nè. Form này 40 cho đến 58 60 kg bằng vô tư có quần nha. 2 dây 69.000. 2 dây cho chị Phan Thị Thu Anh. Ok, 2 dây cho Phan Thị Thu Anh nè. Cô xếp vừa nhập ly nè. Áo đâu rồi, áo đâu rồi. Rồi rồi, má ơi. Đợi cho em chút cái áo nha, mấy chị ơi, cái lộn của đây. Đâu rồi, trời ơi. Rồi, em xếp đây. Rồi, cho em mà xếp dập ly nha mấy chị nha. Đây, xếp dập ly nè. Áo luôn. Xếp dập ly nè, mừng nu nha. Cho em mà xếp nu nè mấy chị. À, lấy xếp nu, cho em mà xếp nu nha mấy chị nha. Chị nào lấy nu, cho em mà xếp nu nè. Chị kiếm cái áo nó không ra. Xong si không kịp rồi. không kịp xong si rồi hả? Rồi ai lấy con này cho nhanh tay giùm em mà set dập ly nha. Chị nào lấy cho em mà set dập ly. Set dập ly giùm Trang này đẹp không? Set dập ly cho mình 89.000 nguyên set luôn. 89.000 nguyên set dập ly. 89.000 cho em mà set dập ly 89. Dập ly 89.000. Dập ly 89.000. Dập ly 89 rồi dạ hội nữa chị. Dạ hội màu đỏ. Dạ hội màu đỏ này. Ai lấy dạ hội đỏ cho em mà dạ hội đỏ bán mình 85.000. Dạ hội đỏ hàng rất đẹp luôn nha. Hàng này dân bán 85.000 cho mọi người thôi. Ai lấy dạ hội cho em mà dạ hội 85. Dạ hội đỏ 85.000 nè. Dạ hội đỏ 85. Chị nào lấy cho Trang mà dạ hội đỏ 85 nha. Dạ hội đỏ 85. Dạ hội đỏ 85.000. 40 đến 55 ký thôi đâu bạn, ok. Trang có cái áo khốt này mấy chị. Áo khốt dạ này Trang bán cho mình bao nhiêu? 59.000 đi cho em mà khốt dạ 59 nha. Khốt dạ 59 nha. Khốt dạ 59 nha giùm Trang nha mấy chị nha. Chị nào lấy cho em mà khốt dạ 59. Cái này bị tay lên xanh như này rất đẹp nè. Khốt dạ 59 nha. Ai lấy khốt dạ cho em mà khốt dạ 59 nha mấy chị. Khốt dạ 59 nha. Hàng 2 lớp giùm Trang nha. Bán cho mình 59.000 thôi. Ai lấy khốt dạ cho em mà khốt dạ 59 nha. Ai cặp tiền. Khốt dạ 59.000 nha mấy chị. Hàng có gai nè mấy chị. Khốt dạ 59.000. Khốt dạ cho chị Hồng Phương cho em xin số điện thoại nha chị nha. Ở trong này mấy chị lót vô hàng hoa luôn á. Khốt dạ 59.000. Khốt dạ cho chị Hồng Phương. Chị Hồng Phương ơi, cho em Hồng Phương cho em xin số điện thoại với chị. Trên này chắc không biết chứ. Ơ dạ chị ơi, xét dạ giờ hồi nãy em cũng có lên xét rồi chị, mà giờ kiếm không có re. Giờ kiếm không có re gì hết à. Hồng Phương cho em xin số điện thoại. Hồng Phương lấy cho em xin, Hồng Phương lấy cho em xin số điện thoại nha chị ơi. Hồng Phương cho em xin số điện thoại. Ok chị. Rồi ê, khốt này mấy chị. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn. Đưa cái bì có tên chiếc á. Đây này mấy chị, ai lấy con này cho em mà là khốt đen nha. Em bán cho mình 119.000. Khốt đen hàng Hoàng Châu đó mấy chị ơi. Khốt dạ em hết nè. Trời ơi, con này đẹp lắm nè. Khốt đen hàng Hoàng Châu á mấy chị, đưa đi. Khốt này chắc cũng không lạ gì mấy chị đâu. Nếu mà theo trend á thì mình sẽ biết mấy con khốt này khốt như thế nào á mấy chị. Ai lấy khốt cho em mà khốt đen nha. Chị nào lấy khốt đen cho em mà khốt đen nè. Xinh quá.
con này bận với chân quấy là mang thêm đôi giày bốt đó mấy chị. Rồi xịn sò cực kỳ luôn, thiệt sự luôn á, đẹp lắm luôn á mấy chị. Rồi ai lấy khóc dẻ cho em mà khóc dẻ nha. Đẹp không? Ai lấy khóc cho em mà khóc đen này, em xin cho mình 119 nha. Hàng rất là xịn luôn mấy chị, 119 cho em mà khóc đen nha mấy chị. 119 kia cho em mà khóc đen. Khóc đen 119 nha. Cho bông lan. Giờ chị lên set đi sinh nhật hả? Chị không biết set nào đi sinh nhật cho em luôn á. Khóc đen với chị nha, 119 nha. Con này bọn đi làm đi chơi đồ đẹp luôn. Hết áo phao rồi. Rồi ai lấy khóc đi cho em mà khóc đen nha, 119 nha. Mi, chị Mi khóc đen nè, chị Mi không? Khóc không? Ơi cộng cộng chị khóc không? Ok, lấy được xong set 300 đồng. Rồi ai lấy khóc